Xin chào tất cả các mẹ, mình là thạc sĩ bác sĩ Trịnh Hương Giang. Thì chào mừng các mẹ lại quay trở lại đúng không? Với những cái câu hỏi của các mẹ gửi về cho Vietcare. Thì hôm nay, chủ đề ngày hôm nay chúng ta sẽ tập trung các câu hỏi về chủ đề sữa nhé. Đối với sữa đúng không? Sữa nó là một cái nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho một đứa trẻ sơ sinh hay cho một đứa trẻ đúng không? Vậy thì chúng ta nên không quá kiêng khem về các cái vấn đề thực phẩm cho con khi mà chúng ta ăn đúng không? Để tạo được nguồn sữa cho con, nhưng làm thế nào để có một chế độ ăn uống hợp lý nhất để tránh việc tăng cân quá nhiều mà nó lại không vào sữa. Và vậy thì chúng ta nên sử dụng các cái loại thực phẩm mà tăng được lượng sữa cho con. Ngày xưa các cụ thì hay bắt các mẹ hay hầm các cái loại móng giò này đúng không? Để ăn để giúp cho sữa nó nhiều. Nhưng mà thực ra các cái loại đó khi mà ăn thì chủ yếu là vào mẹ nhiều hơn đúng không ạ? Còn đối với lượng sữa thì cũng có nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều. Vậy thì bây giờ chúng ta nên có một cái chế độ ăn uống hợp lý. Vậy thì chúng ta nên bổ sung các cái loại có đủ, thứ nhất là về đạm này, cái thứ hai về chất xơ này, cái thứ ba chúng ta nên bổ sung các cái loại vitamin và các cái loại khoáng chất như là canxi hay sắt để cho người mẹ có một cái sức khỏe tốt nhất mà vẫn đảm bảo được lượng sữa cho con. Và chúng ta nên tránh ăn các loại thực phẩm mà làm cho cái lượng sữa nó giảm đi, như là các cái loại như là bắp cải này, hay là gì súp lơ trắng này, hay là rau răm đúng không ạ? Thì những cái loại thực phẩm đó, hay là măng nữa đúng không? Các loại thực phẩm đó vừa không tốt cho mẹ lại còn làm giảm lượng sữa đi, thì chúng ta nên tránh. Và làm thế nào để giảm cân thì lượng thực phẩm giúp giảm cân thì nó chỉ là một phần nhỏ thôi. Và các mẹ nên kết hợp với chế độ tập luyện nhẹ nhàng sau khi sinh. Sau khi khoảng 6 tuần nữa, các cơ quan nội tạng đã trở về được vị trí ban đầu rồi, thì chúng ta nên kết hợp tập nhẹ nhàng thôi, thì để chúng ta có thể giảm được cân đúng không? Còn để mà ăn uống kiêng khem quá thì khi mà mẹ ăn uống quá kiêng khem để giảm cân ấy, thì thứ nhất là cái lượng sữa cho con nó sẽ không đủ. Cái thứ hai là sức khỏe của người mẹ sau khi sinh đúng không? Đang rất là yếu thì chúng ta mà ăn uống kiêng khem nhiều quá thì nó cũng không đảm bảo được cho sức khỏe của mẹ. Nên chúng ta nên kết hợp với chế độ tập luyện và chế độ ăn uống hợp lý khoa học thì sẽ không bị tăng cân mà con lại có đủ lượng sữa. Đối với cúm thì nó chủ yếu lây qua đường hô hấp là chủ yếu đúng không ạ? Và cái việc cho con bú qua đường sữa thì nó không ảnh hưởng gì nhiều. Nhưng mà trong quá trình mẹ bị cúm, mẹ cho con bú thì sao? Thì mẹ nên sử dụng khẩu trang đúng không ạ? Khẩu trang đeo vào để tránh cái việc mà cúm chúng ta hay bị hắt xì nhiều mà. Khi hắt xì nhiều chính là chúng ta sẽ tống ra một cái lượng vi khuẩn tương đối lớn đúng không ạ? Và khi chúng ta nói cũng thế, chúng ta sẽ tống ra một lượng vi khuẩn tương đối lớn thì chúng ta nên đeo khẩu trang vào để tránh cái việc gì truyền cái virus này sang cho con. Còn việc cho con bú khi mà bị cúm thì nó không ảnh hưởng đúng không ạ? Không ảnh hưởng thì ngoài ra gì ạ, trong quá trình khi mà mẹ cúm ấy đúng không ạ, thì cơ thể người mẹ sẽ sinh ra các cái kháng thể đúng không? Vì virus nó là một cái kháng nguyên lạ xâm phạm vào trong cơ thể của người mẹ, thì cơ thể người mẹ sẽ sinh ra các cái kháng thể này để gì ạ, để đánh đuổi, để trung hòa với các cái kháng nguyên kia đúng không? Vậy khi cơ thể người mẹ sinh ra các kháng thể thì kháng thể này nó sẽ đi qua được đường sữa, và khi mà trẻ bú vào nó sẽ có được cái kháng thể chống được cái virus cúm này của người mẹ. Thì đấy là một điều tương đối tốt đúng không ạ? Và chúng ta biết rồi, trong vòng 6 tháng đầu nếu như mẹ cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn ấy, thì bé sẽ có một cái sức đề kháng rất là tốt so với những mẹ mà không có nhiều sữa cho con, mà cai sữa sớm cho con trước 6 tháng ấy, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta nên vẫn cho bé bú khi mà mẹ bị cúm nhé. Và chúng ta có thể sử dụng một số loại thảo dược đúng không? Hay một số loại cây cỏ đấy thì để giúp làm cho cái tình trạng cúm này nó giảm bớt đi, như là cái hương nhu đúng không ạ? Thì thuốc hương nhu rất là tốt trong điều trị cảm cúm, và hương nhu này nó có tác dụng là điều trị cảm cúm 4 mùa. Chúng ta có thể kết hợp hương nhu này, tía tô này, kinh giới với cho một ít gừng đúng không ạ? Và mẹ có thể đun nước này lên và chúng ta xông mũi. Khi mà xông mũi thì vì trong các thành phần đó nó có tính chất tinh dầu thì nó sẽ làm cho mũi của người mẹ đỡ bị tắc đúng không ạ? Đỡ bị tiệp mũi đấy. Và khi mà chúng ta xông mũi thì chúng ta có thể kết hợp uống luôn đúng không ạ? Chúng ta lấy một cốc chúng ta xông, sau đây chúng ta lấy một cốc nữa chúng ta uống. Uống một ngày khoảng 2 cốc đấy thì nó sẽ giúp làm giảm tình trạng cúm của người mẹ.
Như bản thân mình ấy, khi mà trong quá trình mình cho con bú nó cũng vẫn cũng cũng thương cũng bị cúm mấy lần ấy, thì những cái lần đấy đều nhờ mẹ nó nhờ mẹ mua hương nhu này, kinh giới này, tía tô này, và cho thêm ba lát gừng vào và xông mũi và uống một ngày 2 cốc đó. Thì sau khoảng 3 ngày thôi thì cái tình trạng cúm đấy nó đã gần như đã hết rồi. Đó, và tránh được tình trạng đấy là gì? Tránh tình trạng mà mình phải sử dụng các cái thuốc TI không có lợi cho trẻ, bởi vì các thuốc đấy hầu hết là đi qua đường 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 sữa mẹ, đúng không ạ? Sẽ không tốt cho một đứa trẻ. Chính vì thế mà các mẹ nên sử dụng phương pháp này thì nó sẽ giúp thứ nhất là sẽ nâng cao được sức khỏe cho mẹ, đúng không ạ? Cái thứ hai đấy là tránh cái việc sử dụng các cái thuốc TI mà không tốt cho con. Thì đối với câu này, như chúng ta đã biết ấy, sữa mẹ đấy là nguồn gọi là nguồn sữa tốt nhất cho một đứa trẻ, đúng không ạ? Vậy thì theo các nghiên cứu của Nhật đấy, ở bên Nhật người ta có nghiên cứu đấy là mẹ càng cho con bú thời gian càng lâu thì một đứa trẻ đấy càng thông minh. Vậy thì chúng ta thì đối với các bà mẹ Việt Nam thì trước đây các cụ hay quan niệm cái gì trên 1 tuổi vẫn cho con bú thì là hay nói đấy gì sữa mẹ còn có chất đâu mà cho con bú. Nhưng bây giờ theo khoa học hơn thì chúng ta đã biết rồi, khi mà soi dưới kính hiển vi thì cái sữa mẹ và cái sữa công thức chúng ta thấy rõ được cái sự khác biệt. Đây là trong cái sữa mẹ có thành phần kháng thể rất là nhiều. Còn đối với cái sữa bột hay sữa công thức ấy, thì chúng ta thấy cái lượng kháng thể này nó rất là ít, đúng không ạ? Vậy thì sao ạ? Chúng ta nên cho con bú càng lâu càng tốt. Thì đối với người Việt Nam mình thì thường thường là gì? Khoảng 24 tháng thì chúng ta mới nên cai sữa cho con thì là cái thời gian tốt nhất. Tuy nhiên có những mẹ bởi vì là do tính chất công việc này hay là do một phần nào đấy là gì ạ, bị mất sữa trong quá trình mà chúng ta cho con bú ấy, thì nếu như đối với các mẹ do tính chất công việc, chúng ta nên cố gắng cho con bú đến khoảng 18 tháng, đúng không ạ? Không thì tối thiểu đấy là gì, 12 tháng thì mới nên cho con, mới nên cai sữa cho con, đúng không? Còn lại nếu như các mẹ nào mà vẫn cho con bú được thì chúng ta nên cố gắng đến 24 tháng mới nên cai sữa cho con, đấy là cái thời điểm mà tốt nhất. Vâng, và chủ đề ngày hôm nay thì đã giải đáp cho các mẹ một số cái thắc mắc về vấn đề sữa. Và các mẹ có những câu hỏi nào về sữa nữa thì các mẹ hãy gửi những câu hỏi đó về cho Vietcare, và bên Vietcare sẽ giải đáp các thắc mắc đó cho các mẹ nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các mẹ.